Rồi, được. Qua đây ngồi. Nè, ngồi đi. Ngồi. Bố Lương à, ta đang muốn kiếm đệ đó. Thật ra những thứ này là ta mua cho mẹ của ta. Vì mẹ không được khỏe, ăn không được bánh kẹo. Còn qua lão già này, thì để cho thứ mau chơi. Chắc bây giờ nó cũng được 3 tuổi rồi. Ba tuổi. À phải. Nè, Bố Lương à, ta bây giờ có ngân phiếu 20 lượng. Đây cầm đi. Bây giờ không còn nhỏ tuổi nữa, đã phải tới lúc cưới vợ rồi. Phải sớm sinh vài đứa nhỏ, có biết hay không? Dạ. Biểu ca hả? Thật ra đệ Đệ không muốn. Được rồi, mau về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai còn phải đi sớm. Biểu ca, đệ không muốn trở về Vân Nam. Tại sao lại không về Vân Nam? Biểu ca, đệ đến Bắc Kinh đã mấy hôm nay, giờ đệ đã nhìn thấy rất rõ. Ở trên đời này chỉ có làm quan là tốt nhất. Đã tiêu ít tiền là về kiếm tiền, bất luận là ai họ cũng đều nể mặt mình. Lúc ở quê nhà thì cô nói kêu huynh giúp cho đệ, lo cho đệ. Đệ muốn ở lại Bắc Kinh để làm quan cho xong. Đệ không muốn làm đại quan gì, chỉ cần lớn hơn quan huyện một chút thì được rồi. Lớn hơn quan huyện một chút à? Quân Lương, cho dù làm quan huyện thì cũng phải đi học hết 10 năm, đồng sinh tú tài, cử nhân tiến sĩ và thi lên tới Bắc Kinh. Cho dù đệ có lấy được trạng nguyên cũng chưa chắc được phong làm huyện quan. Hơn nữa cho dù để làm huyện quan thì cũng phải quản binh quản dân, công nông sĩ thương, cái gì cũng phải biết. Quân Đường, ta nói điều này với đệ chưa chắc đệ hiểu được hết. Chỉ biết là làm quan chắc chắn không được. Nếu như đệ muốn kiếm việc làm ở chỗ này thì ta có thể giúp cho đệ. Đệ chỉ muốn làm quan. Nếu như đi làm công ở Bắc Kinh thì đệ thà trở về Vân Nam. Hay là gì? Trước hết để theo huynh cùng làm chung với lại Trường Xuân, sau đó thì sẽ làm quan. Tôi đi Quân Lương, đừng suy nghĩ nhiều. Trở về Vân Nam, điều tra rõ ràng mỗi người thợ mỏ đã bị giết, rồi giao lại Thiết Đại Nhân. Thiết Đại Nhân tới thì sẽ giúp cho mọi người được minh quan. Được rồi, về phòng đi. Mau lên. Hoàng thượng có chỉ, truyền lý sĩ Diệu Tấn Kiên. Thần Lý Sĩ Diệu cung thỉnh Hoàng thượng thánh an. Lý tiểu thư xin hãy ngồi đợi ở phòng khách, qua phu nhân sẽ đến ngay. Cảm ơn. Dạ. Cho ta hỏi thăm, tại sao các vị lại có quà của Tiền Phong tiên sinh? Đây là chánh tích của Tiền Phong dịch trạm Lô Hồ, là trạm cuối cùng để mà tiến kinh. Đa số các quan viên đều đi qua. 6 năm trước, khi Tiền đại nhân điều tra vụ án gạo Kim Túc, trên đường hồi kinh thì ông ta đã từng ở đây và nhìn thấy bức họa, cho nên đột nhiên có cảm hứng vẽ lại những bức họa đó. Thì ra là như vậy. Ta có thể bỏ ra 10 lượng để mua nó hay không? Quà của Tiền đại nhân, Càn Long gia chỉ có được một bức thôi, cho nên bao nhiêu tiền cũng không có thể bán được. Nói láo? Tôi không nói láo. Nếu mà không tin thì mời cô đến hành phổ lầu để hỏi họ. Hỏi thì cứ việc hỏi. Tiểu Khanh, ta đã hỏi xong. Coi mùi kìa. Tiểu thư, quả của Tiền Phong có cái gì tốt? Chứ dài miếng lá rách, dài cái que củi. Chỉ có dài cái que củi mà muội cũng nghĩ ra được. Bức tranh này là chân tàn của Tiền Phong tiên sinh. Tiểu thư, đây là chữ gì?
Chữ này là chữ thủ. Nam Nguyên Thủ là bút hiệu của Tiền lão tiên sinh. Chữ thủ có nghĩa là lão. À, vậy là muội đã hiểu. Vì tuổi của Tiền lão tiên sinh thì rất cao, đó là một lão tiên sinh. Đúng rồi, muội rất là thông minh. Lý Chi Diệu, trộm nghe nói hai mươi mấy ngày nay Kinh đều ăn ngủ trên xe, chỉ đổi ngựa mà không ngừng xe, trực chỉ đi tới. Thế nào, xương cốt trên người của ngươi đã rã hết chưa? Bẩm hoàng thượng, thân thể của thần vẫn còn chịu nổi. Lý Sĩ Diệu, trẫm nghe nói Kinh đã đưa quan tài của thế tử cùng tiến kinh. Dạ phải. À, Lý Sĩ Diệu, quốc ức của Kinh trẫm cũng hiểu, và ý của Kinh trẫm cũng biết được. Hay là gì, hãy an táng phu nhân của Kinh trước đi, để được nhập thổ di an. Hả? Ngày tháng còn dài, con đường mà Lý Sĩ Diệu đi vẫn còn dài lắm. Tuân theo thánh ý. Sĩ Diệu, lần đầu tiên mà chúng ta gặp mặt là ở Thái Huyện Phủ, đã được 7-8 năm chưa? Bẩm hoàng thượng, 7 năm 9 tháng. Đúng vậy. Năm xưa khi mà trẫm đến Sơn Tây, thì Sơn Tây vừa có bão tuyết, có nhiều nhà của lão Ba Tấn đều bị đè sập hết. Lúc đó trẫm đang ở nhờ của một nhà phú thương. À quê, cũng chính Lý Sĩ Diệu này lúc đó ép trẫm phải nhường nhà cho dân tị nạn. Lúc đó thị vệ của trẫm đã áp giải hắn vùi xuống dưới tuyết. Lý Sĩ Diệu, Khanh có biết ông ta hay không? Bẩm hoàng thượng, lúc thần còn là nha sai trong hộ bộ đã gặp Quế Trung Đường. Qua đây, qua đây. Tạ hoàng thượng. Ừ, qua đây. Sĩ Diệu, trẫm kêu Khanh trở về đây là muốn Khanh đi Vân Nam. Còn vụ án ở Vân Nam một lát nữa A Quế sẽ nói cho Khanh biết. Trẫm đây chỉ nói một chuyện với Khanh thôi. Phải cố gắng vận chuyển tài vật đồ đồng ở Vân Nam trở về đây, để đúc ra tiền phát quân lương và nhờ vào những đồng tài này. 15 tháng 9. À đúng, 15 tháng 9. Ừ, Khanh nhất định phải giúp trẫm vận chuyển các đồng tài ra khỏi Vân Nam. Khỏi. Thank you.
叫灵妹先住住喺和珅屋企，同寺内做个伴，等大人到咗云南之后安顿落嚟，和珅再派人将灵妹送到昆明。我叫李娟儿，请问呢位大哥，你同钱老先生点样称呼啊？我系钱老先生嘅啊，侄啊，老爷点啊？我听到一把男人嘅声，我喺接近嗰间屋，灯就熄咗，闷住都要闷。